Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái đó là cái rổ chắt nước này, cái này rất hay. Đấy, nó sử dụng các bác dùng để vo gạo này, rồi là các bác hay rửa những cái loại hạt bình thường hay là các bác hay gạn đấy, gạn nó hay bị trôi theo cùng dòng nước. Nhưng mà đây này, con này rất là hay là ở đây nó có một cái lớp lỗ này. Đấy, khi mà các bác gạn ấy là cái phần hạt nó vẫn đứng như này và cái phần nước nó sẽ róc hết ra. Đấy, vừa có thể làm một chiếc ca múc nước này, vừa có thành một chiếc giá, nói chung là để sử dụng đa năng luôn. Giá thì đang gửi bác là 20.000. Con này chất liệu nhựa dẻo ABS cao cấp nhá. Đấy, nhựa dẻo ABS cao cấp bo viền này rất chắc chắn luôn. Cầm rất là tiện, có phần quai cầm nhá. Đấy. Con này đường kính thì nó rơi vào khoảng tầm là đi nó cũng khá to, khoảng tầm lít 2 lít đấy các nhá. Đấy. Đây. Đường kính của nó rơi vào tầm 16 cm này, khá là to tát nhá. Đó, đây, rất hay luôn. Đấy, mỗi lần mình vo gạo, vo hạt cái thứ này, các bác dùng để các bác gạn nha, rất là tiện luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái rổ chắt nước nhá. Đấy, rổ chắt nước hoặc là cái rổ vo gạo đều được. Đấy, bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái này. Đấy, hoặc là cái này các bác có thể dùng làm cái ca đựng chứa nữa, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Mấy bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và mất vệ sinh. Đừng lo, em rổ chất nước này có thể giúp bạn. Chất liệu nhựa TNT cao cấp an toàn. Thiết kế có tay cầm, bo viền siêu chắc chắn. Có lỗ phía trước để chất nước. Sử dụng để vo gạo, rửa các loại hạt không lo bị lọt. Đặc biệt thiết kế 2 trong 1, vừa làm chậu rửa vừa làm rổ siêu tiện. Tiết kiệm diện tích cho những bạn có căn bếp nhỏ. Mấy bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và đấy, các bác đổ gạo ra hay bị ấy này, nhưng mà cái này các bác cho vo đây nhá. Chất liệu nhựa vo đây là các bác đổ ra nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Bo viền siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước. Đấy, các bác nhìn vo gạo này, đấy, chắt nước gạo này rất là ngon lành, rồi là những cái dạng hạt nhỏ này các bác dùng này. Đấy, 2 trong 1 nhá, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 thôi, các bác về dùng sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Đấy, 20k nhá. Đó, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo, vo hạt đều được. 20k một chiếc thôi nhá. 20k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mài hàng, đó là cái cây liếc mài kim cương này. Lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá. Cây này thì về các bác chuyên dùng để mài dao, mài kéo cực kỳ là ngon lành luôn. Con này nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, hàng của Nhật. Hàng của Nhật, hàng nội địa Nhật này. Đây. Đấy. Diamond này, Diamond Sapper này, Diamond Sapper, con này chám một lớp kim cương nhân tạo nhá, made in Japan. Đấy, khi mà các bác mài các bác liếc này, con này thì nó rất nhiều chức năng. Đây. Bình thường là các bác hay dùng để mài dao này. Đấy, ngoài chức năng là mài dao thì các bác có thể dùng để rũa. Đấy, rũa dao, rũa dao, rũa kéo ok luôn. Cái phần mặt trên này thì nó vát vát các bác dùng để mài, còn cái mặt dưới nó phẳng các bác dùng để rũa. Đấy, các bác rũa này, rũa lưỡi dao lưỡi liếc các thứ nó bị mẻ ok luôn. Đấy. Nó là cái liếc mài kim cương nhá, bên ngoài nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nhá, các bác mài rất là nhanh sắc luôn. Con này về các bác gại dao cực kỳ nhanh sắc luôn. Đấy, hàng Made in Japan. Con này thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương. Bên em đang bán cho bác một cái chiếc liếc mài kim cương này với giá sẽ là đi 100.000 nhá, liếc mài kim cương này. Liếc mài kim cương nhá. 100k nhá, 100k cho một cây liếc mài kim cương nhá, 100k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là một cái con vòi nối nhá. Vòi nối lắp chuyên cho các bác lắp vào những cái chậu bồn rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn rửa bát rất tiện luôn. Bình thường là các bác mua những con vòi ở nhà ấy là nó không có những cái chế độ mà ra tia sen hay nào đâu. Như về các bác mua cho em con này về. Đấy, bình thường là các bác mua cái vòi chắc là vài chục nghìn thôi. Nhưng các bác mua thêm cho em lắp này vào thành cái vòi mấy triệu luôn. Rất ok luôn. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem về cái sản phẩm này, nó rất là hay. Đấy. Mà giá nó bình dân lắm. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác cái mã này nhá. Đấy, xả luôn cho bác cái mã này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây vòi nối nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát. Bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30.000 cho một chiếc vòi nối nhá. Đấy, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đó. Đây. Tổng quan con vòi đây. Đấy, nó có thể là lắt léo này, rồi là ở đây là cái phần đầu silicon. Ví dụ như những cái ống nước các thứ đó là các bác cho vào một cách dễ dàng luôn, vì cái phần đầu silicon nó co giãn mà. Đấy, nó co giãn. Đấy, nó khi mà các bác nhét thì nó sẽ giãn ra và các bác đẩy nó khớp vào thì nó sẽ co vào, nước nó không bị tràn ra đường này nhá. Đấy, nước không bị tràn đâu, các bác dùng ok luôn. Và đây là cái chế độ tỏa của nó này, thì nó sẽ có là hai chế độ nhá, một chế độ ra cái tia giữa này. Đấy, và một cái chế độ nó ra những cái tia sen ở ngoài. Và con này nó có thể lắt léo đi. Đấy, lắt léo đi như một chiếc vòi xịn sò ngon này luôn. Đấy, mà giá nó bình dân. Vòi xịn nhưng mà giá là hạt rẻ nhá. Đấy. 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối lắp vào bồn bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn chậu rửa bát, đang gửi bác giá một cái vòi này với giá là 30.000. Đây em sẽ có một cái video quay luôn cái sản phẩm như em đang xài luôn, dùng cực kỳ ok luôn.
đây các nhá, đây nhà em đang xài con đấy đây. Đấy. Thì về các bác có những cái vòi nước bình thường này, nó không có chế độ gì đâu thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy thì các bác lừa lừa cái đầu silicone này các bác cho nó vào, nó rất là dễ cho vào thôi. Đấy khi mà xả nước này, em xả nước này. Đó, thì nó sẽ ra thành những cái tia nhỏ li ti này. Và nó có hai chế độ nhá. Và một chế độ nữa là chế độ ra cái tia nhỏ nha. Còn công thì các bác có thể lựa chọn chuyển sang tia này. Đấy, con này thì nó có thể lăn đéo này từ bên này này sang bên này. Đấy, một cách gọi là quá là ok luôn, dễ dàng ngon lành nhá. Đấy các bác có thể di chuyển gọi là xung quanh cái chậu rửa bát luôn. Đấy xung quanh cái chậu rửa bát này một cách là rất là linh hoạt nhá. Đấy các bác rửa mọi chỗ mọi nơi luôn nhá, quá ok luôn. Đấy lắt léo thoải mái luôn nhá. Vì cái phần này của nó là cái đầu lò xo này, đấy, cái dây lò xo nên là nó lắt léo được mọi hướng mọi chỗ. Đó rất ok luôn. Và có thể là ra cái tia nước này. Đấy cái lực nước nó ra rất là mạnh nhá, ra rất là khỏe nước luôn. Đấy nước ra tràn trề luôn nhá. Đó. 30.000, nói chung là một cái sản phẩm rất hay, về để các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình các bác xài nhá. Rất ok đấy. Đó, recommend sản phẩm này các bác nhá. Đó thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Lên mã em sẽ được cái vòi nối lắp vào chậu rửa bát nhá. 30.000 một cái chiếc vòi nối nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kẹp gấp này, cái cây kẹp gấp nhá. Lên mã em sẽ được cái cây kẹp gấp. Cây này thì rất là hay luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá. Cây kẹp gấp này em cũng xả luôn. Đấy lên mã cho em sẽ được cái cây kẹp gấp inox nhá, kẹp gấp inox chuyên để các bác gấp gấp đồ rán này, đồ chiên rồi là ví dụ như là gấp thịt nướng cá rán nhá. Đấy thì ok luôn. Bữa trước đang bán cái cây này là 50.000, hôm nay em xả luôn các bác. Giá chỉ còn có 20.000 thôi. 20.000. Bán nhanh luôn, 20k cho nhá các bác nhá. Cho cây kẹp gấp này chỉ có 20.000 thôi. Các bác mua về sử dụng rất hay. Đây. Đây ví dụ bình thường là em đang có một cái miếng cá rán này hoặc là một cái miếng thịt nướng này nhá. Đấy. Đó thì đây em muốn đảo nó lên, lật nó lên thì các bác cật nó là đấy, lật nó lên quá ok luôn nhá. Đấy các bác xúc xà bàn nó xuống đấy, lật nó lên nhá. Đấy lật nó lên đây, xúc nó xuống này, xúc nó xuống này, lật nó lên đấy, lật nó lên quá ngon lành luôn, một cách là rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái miếng cá này hoặc là cái miếng thịt nướng này đấy, rồi các bác sử dụng nhà bếp cho em. Nói chung là con này các bác xài nhà bếp thì rất là hợp lý rồi. Đấy, đặc biệt cho bác nào làm những cái món rán này, những cái món nướng này. Đấy, các bác kẹp vào các bác lật nó lên nhá. Quá là hay luôn. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm một cái cây kẹp gấp nhá. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt rồi. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt. Đó, đây. Đấy, quy cách hoạt động của nó là như thế nhá. Nó sẽ gồm có một cái mặt to bên dưới và một cái mặt nhỏ bên trên. Kẹp nó vào, lật nó lên. Kẹp nó vào, lật nó lên, thế là xong. 20.000 thôi, chốt nhanh, bán nhanh, xả kho luôn này, 20k. Đấy, số lượng có hạn nhá, vào việc luôn. Tiếp theo thì nhiều bác hỏi cái mã đó là cái bút lông dầu của Thiên Long này. Đấy thì nhiều bác hỏi quá thì đây, hôm nay em nhập về để bán với bác này. Bên em sẽ bán theo cả hộp hoặc là bán theo combo 3 chiếc nhá, không bán lẻ 1 triệu nhá. Đấy, bán theo cả hộp. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều, mua cả hộp thì bên em đang bán là một hộp 10 chiếc bút lông dầu này với giá là 50k nhá, là một hộp 10 chiếc là 50k. Còn nếu các bác lấy lẻ thì bên em sẽ bán lẻ cho bác là 3 cây một thôi nhá. Bán lẻ bác thì là 3 cây một. Thì 3 cây một như này. Đang gửi bác là 20k cho 3 cây bút lông dầu của Thiên Long nha. Đấy 3 cây này là 20k này. Đấy 3 cây là 20k. Còn các bác lấy mua lẻ một chiếc. Đấy mua lẻ một mua cả hộp thì là 10 chiếc là 50k. Đấy bình thường là các bác ra cửa hàng hiệu người ta đang bán phải 13 cho đến 15.000 một chiếc này. Đấy bên em bán giá gọi là bán thêm cho bác thôi chứ thực ra cái này không có lợi nhuận đâu. Đấy thì nhiều bác hỏi thì em cũng nhập về để bán cho bác luôn. Bút lông dầu nhá, 50k cho một hộp 10 chiếc nhá. Còn nếu mà các bác lấy 3 chiếc thì sẽ có giá là 20.000. Còn bảo là mua một chiếc thì nó luôn bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Bán là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. Đấy. 3 chiếc là 20k, 6 chiếc là 40k. Đấy còn các bác lấy 10 chiếc thì là 50k nhá. Đấy tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ 3 chiếc hoặc các bác có thể lấy cả hộp nhá. Đấy, lấy cả hộp thì giá của nó sẽ tốt hơn. Lấy cả hộp là tính ra là các bác mua vào là có 5.000 một chiếc thôi. Đấy 5.000 một chiếc bút này thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn. Có hai màu nhá, là màu xanh và màu đỏ thì các bác lấy màu nào thì em sẽ chọn cho bác màu đấy nhá. Lấy màu nào thì nhặt màu đấy. Đấy còn bán lẻ 3 cây là 20.000, một hộp 10 chiếc là 50k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bột thông cống này. Nhiều bác hỏi quá nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn này. Đấy. Bột thông cống nhá, em báo giá luôn. Đang bán bác là vẫn giá cũ nhá. 20k một này thôi, 20k nhá. Lên mã em sẽ là bột thông cống nhá. 20k một cái hũ bột thông cống nha. Nó là dạng bột nhá. Cái này thì về rất là dễ dùng này. Cái này thì theo khuyến cáo của hướng dẫn sản xuất thì các bác về phủ một lớp nước vào cống nhá trước khi các bác dùng. Đấy ướt ướt cống đi. Sau đó các bác đổ trực tiếp cái bột này
vào trong cống, và nếu mà các bác muốn tăng phản ứng nó lên thì các bác đun cho em một ấm nước sôi, các bác đổ kèm vào để cho nó tăng cái phản ứng phân hủy của cái bột trong cống lên. Đấy, nó sẽ làm sạch cống này, cống tắc bùn cầu, rồi là cống rửa bát rửa mặt này, rồi là cống nhà tắm nhà vệ sinh nó bị tắc, đấy nó chảy nước chậm, thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác đổ vào. Đấy, mua cho em vài ba lọ về các bác dùng một lần. Đấy, 20.000 một lọ đâu nhá, chỉ có 20.000 một lọ thôi, giá nó quá là bình dân luôn. Đấy, bình thường là các bác mua phải 4-50.000 một lọ ấy. Bên em gọi là bán giá tốt cho bác luôn rồi. Ở đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác cùng xem này. Nó chán cả nhà, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá, có nước thì nó mới phản ứng hóa học được, kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sùi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nhá. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhé. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất ok. Cái này em nhà em cũng đã xài rồi, dùng ok lắm. Đấy, bột thông cống nhá, 20k cho một cái hũ bột thông cống nhá. Đấy, 20.000 thôi, dùng ok đó. Sản phẩm cây kéo gà Đức để cho các bác sử dụng nhà bếp này, các bác cắt thực phẩm này, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả cho em, cây này quá ok luôn. Hàng của thương hiệu Willing thôi nhá, Willing, hàng made in Germany, cực kỳ ok, sắc bén lắm, cắt cực kỳ ngon. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình các bác có thể sử dụng để đánh vẩy cá này, cái phần răng cưa để các bác đánh vẩy cá nhá. Cái này thì giá hạt rẻ bình dân thôi. Lên mã em sẽ sản phẩm là cái cây kéo gà Đức nhá, đang bán bác là 90k một cây này, 90.000 cho một cây kéo gà Đức nhá, 90k thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok, sử dụng nhà bếp này, cắt thực phẩm này, đấy, rau củ quả thịt cá thứ ok, 90k một cây. Vẫn đang còn cái sản phẩm đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, chai xịt giặt giày khô nhá. Chai này là 300ml, chuyên dùng cho các bác hay đi giày nhưng mà lại ngại giặt. Đấy, ngại giặt nước, vì thứ nhất là giặt nước là rất là nhanh hỏng, mà thứ hai là nó lâu khô. Đấy, thì các bác mua cho em cái chai này về. Cái chai này nó là giặt giày nhưng mà là giặt giày theo dạng là giặt giày khô, tức là các bác giặt xong là các bác có thể xài hoặc các bác có thể đi được luôn. Đấy, nó rất là tiện nhau nhá. Và nó không bị hỏng giày, không bị phải đợi là nó khô, hoặc là các bác nhiều khi là những cái đôi giày đắt tiền dúng nước nó rất là nhanh hỏng, nhanh bong. Đấy, rất là tiếc, thì các bác mua cho em cái chai này về. Đấy, một chai này là 300ml. Lên mã anh em sẽ là cái chai giặt giày khô nhá. Đấy, chai giặt giày khô, nó là dạng giặt khô nhá, giặt khô. Giặt giày khô này. Bên em đang bán, bữa trước đang bán là 100.000 một chai. Hôm nay em cũng xả kho bán anh bác luôn, chỉ còn có 70k thôi. 70k cho một cái chai giặt giày khô này. Đấy, 70k một chai nhá. Một chai là 300ml. Chai này nó là dạng bọt nhá, dạng bọt. Đấy thì cái này rất là dễ dùng. Đấy, ví dụ như là đây là một đôi giày nhá, thì các bác cứ về các bác dùng cái chai này lắc đều, sau đó các bác xịt trực tiếp cái bọt này lên cho em. Đấy, xịt trực tiếp bọt lên. Và các bác ngâm cho em khoảng tầm vài phút đồng hồ để cho nó ngấm, nó ngấm cái chất của nó vào. Đấy, nó tẩy sạch những vết ố đi. Sau đó các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm. Đấy, các bác đánh qua em lượt nhá. Và các bác dùng cho em một miếng khăn nhá, một cái miếng khăn các bác lau sạch hết những cái bọt đi, thì nó sẽ cho các bác một cái đôi giày nó cực kỳ là sáng bóng đẹp trắng. Đấy, sạch sẽ, không bị đất đai, rồi là những cái vết ố bẩn. Đấy, vết ố vàng thứ trên giày của bác nhá, nói chung là cực kỳ sạch luôn. Đấy, dạng bọt này các bác nhìn này. Đấy, cứ để lâu một lúc bắt đầu là nó sẽ ngấm và nó sẽ tự động nó tan dần. Và các bác dùng cái bàn chải các bác chà một lượt. Đấy, chà qua một lượt, và các bác dùng cái khăn các bác lau sạch đi. Và khi mà các bác lau sạch đi là các bác có thể là đi được luôn. Đấy, các bác để một lúc là bắt đầu là nó sẽ khô khao đi, cái là các bác có thể sử dụng đi được luôn, không mình không cần phải phơi khô nhà cũng các bác. Rất hay luôn đó. 70k nhá, 70k nay em xả kho cái sản phẩm ấy luôn, chai giặt giày khô nhá, 70k một chai này. Một chai này là 300ml. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, bình xịt giặt khô giày đã được rất nhiều các bạn TikToker review. Chuyện là mình thích đi giày trắng nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn. Mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô, nên mình múc ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa. Trời ơi, ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nha. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước hai là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những vết
vết bẩn trên giày. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, test thực tế luôn. Đấy, về các bác cứ làm đúng như hướng dẫn em hướng dẫn nha. Xịt một lượt lên này, sau đó các bác để nó ngấm một chút và các bác dùng cái bàn chải các bác cọ một lượt đi. Và các bác dùng cái khăn, đấy, khăn khô nha các bác, lau sạch hết cái bọt đi. Đấy là nó sẽ cho các bác một cái đôi giày cực kỳ là sạch, sáng, trắng luôn. Đấy, và các bác không cần phải đợi chờ là đợi nó khô hay như nào cả nhá. Không cần phải đợi nó khô như nào cả, mình có thể là sử dụng được luôn đúng không nhá. Đấy, chai xịt giặt giày khô. Giá bên em đang xả kho thanh lý cho bác luôn. Giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k một chai các bác nhá, 70k một chai. Chai xịt giặt giày khô 70k một chai này là 300ml nhá. Bộ lấy dái tai nhá, bộ lấy dái tai. Đấy em cũng báo giá luôn. Bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 20.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dái tai nhá. Hôm nay xả luôn bác là có 20k này. 20k cho một cái bộ lấy dái tai này. Đấy 20k. Cái bộ lấy dái rất hay là nó đựng trong một cái chiếc hộp bằng bằng nhôm này này, một chiếc hộp bằng nhôm bóng nha. À, một chiếc hộp bằng nhôm. Đấy, và bên trong thì nó sẽ gồm có là rất nhiều những cái phụ kiện để chuyên cho các bác lấy dái tai nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều chi tiết này. Từ to đến nhỏ này, đấy, to đến nhỏ luôn. Đấy, để các bác có thể xài lấy cho trẻ em, người lớn này. Và đặc biệt là cái này này là nó bằng inox nhá, nó không bị gì ạ. Nó bằng inox nó không bị gì. Bình thường là các bác hay mua những cái dạng ở ngoài nó bằng sắt thép là nó rất là nhanh gì, nhưng còn này bằng inox nhá, nó không bị gì. Đây này. Đấy, và ở đây nó có những cái phần đầu lò xo này, cái này lấy rất là thích này. Đấy, các bác này lấy rất thích luôn. Rồi lại những cái đầu to đầu nhỏ này. Chuyên để các bác lấy dây tai nhá, chuyên để các bác lấy dây tai. Và nó đựng trong một chiếc hũ rất là xinh như này. Thì các bác có thể là đeo vào làm móc chìa khóa này, móc đồ móc chìa khóa, hoặc là ví dụ như là đi chơi, đi du lịch, đi công tác thì mình vẫn có thể mang đi được này. Nó rất là nhỏ gọn này thôi. Đấy, nó bằng một cái ngón tay rất là nhỏ gọn nhá. Đấy. Rồi là ví dụ các bác nào mà muốn dùng riêng, không muốn dùng chung với ai, mình có thể mua cái bộ này về mình dùng riêng ra. Đấy, một mình một bộ. Đấy. 20k một bộ này có nhá. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dây tai nhá. Đang gửi bác là 20k. 20.000 các bác nhá, 20.000 cho một cái bộ lấy dây tai này, 20.000 một bộ nhá. Giá nó rất là bình dân thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi cọ đen nhá. Đấy, cây chổi cọ đen, cây này thì rất là hay luôn, về các bác dùng để vệ sinh. Đấy, bắt đầu là Tết nhất đến nơi rồi. Các bác về dùng để vệ sinh những cái ngóc ngách này, rồi là bàn ghế, rồi là những cái đồ vật trang trí thứ nhà mình. Đấy, cọ rửa nó sạch sẽ đi, rồi là nhà vệ sinh, nhà tắm, đấy những cái bồn rửa mặt, rồi là bồn rửa bát, bồn rửa chén rồi chưa? Các bác mua về cọ. Đấy, nó chuyên để các bác luồn lách vào những cái phần ngóc ngách nhá. Nó rất là nhỏ nên là những cái phần ngóc ngách rồi nó rất là dễ dàng luồn vào nhé các bác nhá, rất là hay. Và đây những cái phần đầu chải này nó rất là nhiều lông và cái lông của nó rất là hay, nó mềm, vừa mềm nhưng lại không bị mềm quá, nhưng mà lại rất là đủ cái độ ma sát, độ cọ để cho nó cạo sạch những cái phần vết bẩn, những cái khe kẽ các bác cọ luồn lách vào này. Đấy, các bác cọ nó sạch sẽ đi rất hay luôn, những khe kẽ nó còn này luồn rất ok luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái chổi đen nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách. Cái chổi này thì hiện tại em đang bán với giá là 15k thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen chuyên cho bác cọ ngóc ngách nhá. Giá đang bán cho bác là 15.000 một cây. Đấy, 15k một cây. Về các bác dùng để cọ ngóc ngách rất là thích luôn. Đây. Đấy, phần sống nó bằng kim loại này. Đấy, các bác dùng để cọ những cái phần ngóc ngách, luồn lách và những cái ngóc ngách, dùng thích cực kỳ. Cá nó là bằng tay cầm bằng nhựa nhá, khá là êm. Đó, ok luôn. Lông bàn chải này, đấy, lông bàn chải nó rất là dày nhá, đấy, rất là dày nha các bác, nó cọ rất là sạch luôn. Đấy, chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen, chọn cọ ngóc ngách nhá, đang bán là 15k một cây này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, đấy, ví dụ như phần ngóc ngách này, nó cọ rất là sạch luôn. Đó, thấy không? Đấy, đây không? Đây, đấy. Các bác nhìn này nhá, bình thường những cái chổi to nhá, các bác không thể luồn được đâu. Nhưng cái con này, những cái ngóc ngách nhỏ là nó có thể là nó luồn vào được hết luôn. Nên là dùng thích cực kỳ, đấy, thấy không? Những cái phần ngóc ngách này con nhìn này. Đấy, nó cọ vào rất là sạch luôn nhá. Đấy thấy không? Quá sạch sẽ ngon này luôn. Đấy, dùng xong nó các bác lại rửa sạch sẽ treo lên cái là ok. Đây các bác cùng xem lại video này. Đấy, chổi cọ đen cọ ngóc ngách thôi nhá, chổi cọ đen cọ ngóc ngách, giá đang bán một cây này là 15k một cây nhá, 15.000 một cây này các bác nhá.
lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây bút thử điện này, bút thử điện nhá. Hôm nay em sẽ về cho bác cái mức giá mới luôn. Bút thử điện này bên em có tặng kèm pin cho bác luôn nhá, có tặng kèm pin luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, bữa trước đang bán một cây bút này với giá là 40.000. Hôm nay em về giá mới xả kho bán anh bác dễ mua luôn này. 20.000 một cây nhá, 20.000 một cây bút thử điện này. Với một cái mức giá này thì các bác quá dễ mua luôn. Một con bút thử điện đa năng. Đấy, và có tặng kèm thêm pin nhá. Con này thì các bác có thể kiểm tra thông mạch này. Đấy, rồi là kiểm tra pha nóng, pha nguội này, kiểm tra từ trường này, đầy đủ ngon lành luôn. Đây. Đèn thì cực kỳ sáng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đèn nó rất là sáng nhá. Các bác thử đèn xanh này và nó có lên cả đèn đỏ nhé. Nếu mà thử trực tiếp đèn đỏ thì điện 220 nó sẽ lên đèn đỏ, còn đây em đang thử thông mạch này thì nó sẽ lên đèn xanh. Đèn rất là sáng luôn, bút rất chắc chắn. Đấy, tháo pin thay pin thì các bác tháo cho em cái lẫy này ra này. Đấy, trong cái tô vít là xoáy này ra, sau đó các bác thay pin. Đấy, pin thì có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa, để ví dụ về hết pin thì các bác lại thay, có thế thôi. 20.000 một chiếc cũng nhá. 20.000 cho một chiếc bút điện đa năng thông minh. Bút này rất là ok đấy, cái này em bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và hôm nay về nó mức giá mới nhá. 20k một chiếc nhá. Lên mã em sẽ cái bút thử điện đa năng nhá. Bút thử điện đa năng. Giá đang gửi bác giá thanh lý là 20k nhá. Giá xả kho 20.000 một cây bút này các bác nhá. 20k một cây bút này. Đây các bác cùng xem cái công năng sử dụng hoạt động của cây bút này, các bác cùng coi này. Đây. Máy bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chập vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chập vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhé. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đấy, thực tế về sản phẩm bút điện nhá, một chiếc bút điện đa năng rất là nhiều công dụng tác dụng đấy, phục vụ các bác sử dụng sửa chữa điện đóm gia đình nhà mình, rồi là anh em thợ thuyền quá ok luôn. Hôm nay em xả nhanh bán lỗ cho bác luôn là 20k một cây nhá, 20.000 một cây cây bút thử điện đa năng nha. Rồi em qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên xả luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ tô vít đen này. Đấy, bộ tô vít đen, cứ lên mã em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là một cái thân vít này, một thân vít và đi kèm là 6 cây vít, và 6 cây vít này thì mỗi cây là sẽ có 2 đầu, thì tổng thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ sử dụng được tổng là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đấy, 12 đầu vít khác nhau. Đó, đây. 12 cái đầu vít khác nhau này. Đấy, từ sao, hoa, thị, cộng, trừ đầy đủ hết luôn này. Đấy, rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Và có đi kèm đó là một cái thân vít như này. Đấy thì các bác lấy đầu nào, dùng cây nào là các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây. Và con này nó có chỉnh được cả cữ này. Đấy, các bác muốn cho nó ngắn vào thì các bác cho nó ngắn vào, các bác muốn cho nó dài ra thì kéo nó dài ra. Đấy, cho nó khớp vào. Ở đây nó có những cái rãnh khớp này. Đấy, và con này nó có thể là xoáy nhanh không nhá, xoáy nhanh luôn. Đấy, có thể xoáy nhanh và các bác có thể đảo chiều luôn nhá. Đấy, đảo chiều rồi các bác khóa đứng chết. Đấy, khóa đứng chết. Đứng khựng này, hoặc các bác có thể đảo chiều được các bác xoáy nhanh. Đấy, đảo chiều bác xoáy nhanh. Các bác nghe cái tiếng xoáy nhanh là các biết con này là nhiều nhá. Đấy, nghe cái tiếng xoáy nhanh thì nó cứ tạch 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 này. Đấy, cái thân vít đầu vít nó rất là dễ cầm, dễ xoáy các bác nhá. Đấy, thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu được là một cái thân vít nhá. Và đi kèm cho em là 6 cái cây vít nhỉ, và một cây là 2 đầu thì tổng là các bác sẽ xài được là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đây này. Ở đây nó sẽ có đầu hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu tam giác này. Đấy, bên này này, đấy bên này có những cái đầu rất là dị luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này quá ok luôn. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn cái bộ này nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Tô vít đen này thì bữa trước bên em đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn cho bác giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k cho một cái bộ tô vít đen nhá. 50k một tụ tô vít. Đây. Bộ này của nó là 13 trong 1 như này. Đấy, tổng nó sẽ gồm có là 12 đầu vít và một cái thân vít thì nó hay gọi là bộ 13 trong 1. Đấy, hay còn gọi là bộ tô vít đen nhá. Tô vít đen 50.000, bộ này xả kho luôn nhá các bác nhá. 50.000 bộ này các bác nhá. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho các bác, đó là cái bộ cạp cắt ống này. Đấy, cạp cắt ống. Cái này thì cái cạp này chuyên để các bác cắt ống kim loại nhá. Đấy, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây cạp cắt ống đồng, ống kim loại. Đấy. Cạp cắt ống này, cạp cắt ống
cặp cắt ống, ống đồng này, ống kim loại này, ống tiếp, ống kim loại nhá. Đấy, bữa trước thì đang bán cái này là 100.000, hôm nay em cũng xả luôn đấy bác, giá sẽ là đi hôm nay em xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k nhá, chỉ có 70k thôi. Đấy, bán nhanh, bán hết đi, nó vãn đi coi nhá, cuối năm rồi. Cặp cắt ống 70k nhá, 70k, bữa trước đang bán là 100.000 đâu nhá. Đây, cái này thì thực tế sản phẩm này thì chuyên về các bác, ví dụ này các bác cắt những con ống tiếp kim loại này, rồi là ống đồng này, đấy, ống đồng, ống sắt, ống thép này. Đấy, thì con này nó cắt được cỡ ống là từ ống 3 nhá, từ ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống 32. Đấy, ống nhỏ nhất là ống 3 và ống lớn nhất tối đa nó cắt được là ống 32 nhá. Thì con này rất là dễ cắt thôi. Đấy thì về các bác cắt ống thì các bác nới ra nhá. Nới ra cho nó vừa với ống của mình. Đấy, sau đó là khi mà cắt ấy, thì các bác cho ví dụ đây. Em có một ví dụ đây là cái ống này. Đấy, các bác cho vào. Các bác cạp vào đây nhá, cạp vào đây. Đấy, sau đó là các bác để nó khớp vào cái rãnh này. Đấy, để nó khớp vào cái rãnh này, sau đó là các bác siết nó vào một chút. Đấy, sau đó cứ thế là các bác quay. Cứ này các bác quay thôi. Đấy, mình quay đâu là các bác siết đấy nhá. Thì cái phần lưỡi dao này, cái phần lưỡi dao nó sẽ quay theo. Đấy, nó quay theo này. Đấy, các bác nhìn thấy cái phần lốt chưa? Đấy, nhìn các bác nhìn thấy phần lốt chưa? Đấy, khi mà quay đâu là nó sẽ lốt đấy, và các bác cứ thế các bác siết siết nó vào, bắt đầu cứ thế mình cứ dần dần mình siết siết vào, siết vào, siết vào. Đấy thì nó sẽ tạo thành một cái đường cắt nhá. Đấy thì nó sẽ cắt dần cắt dần là nó sẽ cắt hết, cắt ngon này như cái ống kim loại, ống sắt. Đấy, cắt là từ ống 3 nhá. Ống nhỏ nhất là ống 3 cho ống lớn nhất là ống 32. Đấy, chuyên để các bác cắt những cái cặp cái ống đồng nhá, ống đồng này, ống kim loại, ống sắt, ống tít này. Đấy, lên mã em cho cái cặp cắt ống. Hôm nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có 70.000 một cây thôi. Đấy, 70k. Đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bạn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng. Đây là đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Khi mà các bác cái cắt cái cắt cái này, cái đường ống nó cắt rất là mịn và phẳng lắm nhá. Ống đồng hay là ống PC. Đó đấy không? Cắt rất là ngọt luôn, cắt rất là ngon. Cái này em bán nhiều mà. Đấy, cặp cắt ống nhá, cặp cắt ống đồng, cắt ống kim loại nhá, 70k một chiếc này. Em có bán đợt này nó về nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này. Nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này. Cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác lắp vào ví dụ như là cho remote, dùng cho remote điều khiển từ xa này, hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 một viên nhá. Đây này. Chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy thì bữa trước là nó không có hàng đâu. Thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây. Thì em lấy cho bác coi. Đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này này. Nó hay có cái điều khiển như này. Và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này. Đây này, đấy viên pin này này. Đấy, thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này hiện tại nó bị hết pin mà bây giờ không có pin thay. Thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10.000 nhá, một viên là 10.000. Đấy. Pin pin 23 nhá, 12V. Đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc khá là hiếm hàng đấy. Đấy thì về được cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi. Thì các bác nào tranh thủ mà những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua thôi nhá. Có thể mua thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mạng em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy, pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 nhỉ. Với giá là 10.000 nhá. 10.000. Cho một cái viên pin remote 1223 12V 23A các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Nó rất là nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy, thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó. Rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm thì đây. Mày tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá. Quá chất lượng luôn. Túi thì cực kỳ to. Con này kích thước của nó sẽ là 50 nhá, 50 x 30. 50 x 30 nhân với lại 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy, kích thước đấy. Còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc nhá. Chỉ có 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Phần tay xách này. Tay xách con này thì thực ra các bác xách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này. Đây nó có cái dây bên trong này. Đây. Đợi chút em lấy cái dây.
đây nhá, đây túi của nó đây. Đấy, khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy, xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, túi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây thì đây. Bên em sẽ có gửi kèm thêm cho các bác là dây bên trong thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong. Thì về các bác có thể đeo chéo này hoặc là các bác xách. Xách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn. Đó. Con này nó cũng rất là hay là nó có một ngăn chính các bác nhá, ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ. 5-7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn, ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này, hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy, bên trong cực kỳ là rộng luôn. Bên trong các bác để 5-7 bộ luôn. Một cái túi to này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc khoảng tầm 5-7 cái túi luôn. Rất là to. À, bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Đấy, ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn đấy, mà các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy, để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây. Cái quai thì các bác có thể xách nhá. Đấy, túi rất là đẹp luôn. Chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da đâu. Đấy, các bác nhìn này, chất da này rất đẹp luôn nhá. Sáng bong luôn. Đấy. Hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy, tem mác ngon lành luôn. Đó, lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch này, giá chỉ có 130.000 thôi. Kích thước là 50 x 30 x 30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy. Hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp, rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp, thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi. Một cái túi đa dụng để được nhiều đồ và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy, các bác thấy không? Các bác có thể là xách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Đấy. Các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn, quần áo, giày dép, rồi là đồ đạc phụ kiện của mình, thoải mái luôn. Đấy, rồi là đi công tác, đi chơi. Đấy, mình mang đi rất là đẹp luôn, nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, quá đẹp luôn nhá, thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy rất đẹp luôn. Đó, thực tế review sản phẩm nhá. Đó, thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch 130.000 nhá, 130.000. Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi bò dẹp thôi chứ thực ra mà các bác để đồ và nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy, căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được. Về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi là đi chơi đi du lịch này rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn, chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130k cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130k. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn luôn nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn cái kiểu cái màu inox nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ à, vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy, 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm này đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy, cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng nhìn đẹp lắm. Đấy, mà chỉ có 50.000 thôi. Đây là các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt nhà mày này, các bác nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn này, bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này, kể cả bên trên này thế này. Đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy, lượt đây. Xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây này. Em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh nó sạch sẽ những cái xỉ hàn này cái tí kia. Đây. Đây, em xịt này. Đấy, đây không? Nhìn nó mới keo luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới keo luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đó, thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, kể cả đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất hay nhá. Đó thì các bác lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nhá.
Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40 ngàn này. Một típ keo hai thành phần như này là 40 ngàn. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40 ngàn, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị gì. Đó, vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy, lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này thì cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác con này. Đấy, đây không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn. Con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt xương gà, xương kiếp các thứ nào các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em cái con này ra các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì. Cứ cầm con này mà nghiến thôi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy, và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy. Hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật. Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130.000 một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy, chuẩn bị Tết đến nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, rồi cắt xương, cắt rau củ quả, sử dụng nhà bếp cho em cây này thì tuyệt cả vời mà siêu bền luôn. Đấy, nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng ghẹo, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng ghẹo là các bác cứ phải dùng để đập các thứ này, các bác cho đây các bác kẹp, cho trực tiếp vào đây các bác kẹp chưa. Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó rồi các bác cho đây các bác kẹp này, vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy, chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá. 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi. Xịn mà chất lượng dùng ok lắm. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã đèn tích điện này. Lên mã em sẽ cái đèn vàng tích điện nhá. Con này thì giá hạt rẻ bình dân thôi. 180.000 cho một cái sản phẩm như này. Dùng tiện cực kỳ luôn. Đặc biệt là trong những trường hợp mà mất điện, mất đó mà hoặc là các bác đi cắm trại, đi chơi, đi du lịch này, mình không có điện lưới, mình muốn xài một cái con đèn nó di động mang đi mang lại tiện, các bác mua trong cái mã đèn này về. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái mã đèn vàng tích điện nhá. Đèn vàng tích điện, con này nó có thể là vừa sạc bằng điện lưới, vừa có thể sạc bằng năng lượng mặt trời luôn. Ở đây có tấm pin năng lượng trời, các bác có thể mang ra phơi nắng để nó sạc pin cho cái viên pin bên trong. Còn nếu mà trong trường hợp là các bác có điện lưới thì các bác có thể dùng cái dây sạc nha, thì sẽ có gửi kèm cái dây cáp sạc, thì các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây, sau đó là các bác cắm sạc cho nó, sử dụng nguồn sẽ là nguồn 5V, cắm trực tiếp vào cái cổng USB ấy, ở những cái cục sạc điện thoại là các bác sạc cho nó rồi, và nó có một cái cổng sạc ra nữa luôn. Ví dụ như là điện thoại hết pin thì các bác có thể cắm vào đây, sau đó các bác cắm sạc cho điện thoại. Đấy. Cái này thì sạc bằng năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn nhá, còn sạc bằng điện lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn. Đây là tùy nhu cầu các bác sử dụng, các bác xài. Mình trong trường hợp là không có điện lưới thì mình sạc năng lượng, còn nếu mà có điện lưới thì các bác sạc điện lưới nó sẽ vào nhanh hơn. Đấy, và ở đây đằng mặt trước thì nó sẽ có là một cái bốn cái chóa đèn nha, bốn cái chóa đèn. Cái này khoảng tầm hơn 300 mắt LED nhá. Đấy, rất nhiều mắt LED và cực kỳ sáng luôn.
Đấy, sử dụng dòng mắt led siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy. À, con này nó có kháng nước kháng bụi luôn, chuẩn IP66 này. Đấy, kháng nước kháng bụi luôn nên các bác xài ngoài trời cho em thoải mái nhá. Đấy, và đây ở đây là cái công tắc bật tắt này, em sẽ bật cho bác coi này. 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. Con này nhiều chế độ đèn khác nhau lắm. Đấy, 1 nhá, một giải đèn led trắng này. 2 này nó là giải đèn led màu vàng này. 3 này thì nó là giải hỗn hợp này, cả trắng cả vàng này. Đấy, 4 thì nó là chế độ tiết kiệm điện này. Đấy, chế độ thứ 5 là chế độ nháy cảnh báo như kiểu cảnh báo SOS công an ấy. Đấy, đây, nháy cảnh báo luôn trong những trường hợp cảnh báo. Đấy, nói chung là các bác sử dụng gia đình này, thợ thuyền này, mang đi mang lại tiện cực kỳ này, rồi là trong những trường hợp bất điện này, hoặc là đi chơi đi du lịch đi cắm trại này. Đấy, mình có một con đèn dùng để chiếu sáng này. Ở đây nó có cả cái giá để các bác có thể để bàn này, rồi là mình có thể treo lên này, cũng rất là tiện luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn nhá. Đó, phần mặt kính rất là bền chắc chắn luôn, năng lượng mặt trời rồi là sử dụng điện lưới ok, đều ok luôn. Đó. Trong những trường hợp mất điện mất đóm mình rất là cần nhá. Đấy, lôi cái con đèn này ra sáng lắm. Con này nó chắc về tính công suất thực tế nó chắc phải rơi khoảng tầm là đi nó về được khoảng tầm 300W đấy, cũng khá là sáng lắm. Đấy, khá là sáng đấy, dùng ok đấy. 180.000 nhá, 180.000 các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái mã sản phẩm, sẽ là cái đèn vàng tích điện nhá. Đèn vàng. Đấy, đèn vàng tích điện này. 180.000 một cái đèn như vậy thôi. Đấy, sử dụng gia đình, thợ thuyền các thứ rồi. Trong trường mất điện mất đóm là tiện cực kỳ luôn nhá, 180.000 một cái. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng cái vật mũi đứng này. Các bác cứ lên mã em xin cái vật mũi đứng nhá. Con này thì giá hạt rẻ bình dân mà điện giật cực kỳ khỏe luôn. Con này nó kích điện lên khỏe lắm mà tiện cực kỳ, bền dã man. Cái này con này nhà em dùng khoảng tầm 2 năm nay bền dã man luôn. Con này dùng bền mà điện nó khỏe mà, điện khỏe cực kỳ luôn. Đấy, có cả chế độ đèn bắt muỗi luôn nhá, có cả chế độ đèn bắt muỗi. Bình thường là các bác dùng thì các bác bấm mở on lên này, mở on sau đó bấm này thì nó sẽ vật bình thường. Đấy, vật như vật muỗi bình thường. Còn nếu các bác muốn chuyển sang chế độ đèn bắt muỗi thôi nhá, thì các bác gạt cho em về cái nút on 2 này. Gạt on 2 thì nó sẽ sáng cái đèn màu xanh lên. Sáng cái đèn màu xanh lên thì nó sẽ dụ muỗi vào, khi muỗi bay vào là đâm vào đây. Đấy là muỗi sẽ đi thôi, có thế thôi. Đây em lấy cái này em test cho bác coi này. Đấy các bác, khi mà muỗi bay vào này. Đấy, con thấy không? Muỗi bay vào là đi luôn. Đấy, con này điện giật khỏe lắm. Đấy, điện giật khỏe kỳ luôn. Các bác thấy này. Các bác nghe này. Đúng rồi, cú điện luôn nhá, giật khỏe dã man. Cái này các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá, chẳng may có chạm tay vào cái nó giật tê người luôn đấy. Em bị một vài lần rồi, giật nhấc người lên luôn, giật khỏe lắm. Đấy. Em đo là có những lúc là nó điện nó khỏe nó kích lên 220 luôn nhá. Đấy, nên các bác dùng nên cẩn thận nhá. Còn mũi vào cái là dính vào là chỉ có tên đét đét nổ đi luôn thôi, mà dùng rất là bền. Và đi kèm là cái đế sạc nha. Đấy, nó tiện là nó có cả cái đế các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn cổng sạc điện thoại ấy, các bác cắm vào. Đấy là các bác sạc cho nó, nó sẽ có báo đèn lên đây, có thế thôi. Đấy, lúc nào xài thì mình hết ra. Đây là kích của nó đẩy lên đến có lúc lên đến 3000V đây này, con nhìn này. Đấy, rất là khỏe luôn, khỏe lắm. Đó, model 918 hàng đời mới quá nhá. Báo giá bác luôn, lên mã thì em sẽ cái vật mũi có kèm cả đèn bắt mũi luôn. Giá của nó sẽ là đi 140.000 có nhá, 140.000. Đấy, vật mũi 140k nhá, 140k một cái vật mũi này có nhá. Máy hút bụi mini chạy pin cho các bác về sử dụng gia đình, hoặc là các bác có ô tô, mình vứt lên ô tô, đôi khi mình hút những cái đồ hút bụi trên xe ô tô cũng rất là tiện. Rồi là các bác sử dụng gia đình hút bụi ở trên những cái chỗ vị trí khó di chuyển, ví dụ trên ban bàn thờ các thứ này, rồi là mình dọn vệ sinh nhiều chỗ khu vực khe kẽ, các bác mua cho cái máy về nó chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Hết pin thì các bác lại cắm sạc và các bác lại xài cho em. Đấy, và đi kèm nên sẽ có là một thân máy này, một cái dây cáp sạc các bác cắm vào đây. Đấy, và các bác cắm sạc cho nó này, và một cái đầu thanh nối dài, một cái đầu bàn trải để các bác có thể vệ sinh những cái chỗ khe kẽ để các bác trải, vừa trải vừa hút này. Đấy, còn lực hút của máy thì cực kỳ khỏe luôn. Đây. Đấy, lực hút rất khỏe. Đây, sẽ test cho bác luôn nhá, khỏe lắm, coi hút khỏe gì đây. Cắm hút cho bác coi này. Đấy, thấy không? Có một tí ấy này, một khoảng tầm 30 giây này, chưa đến 30 giây hút sạch sẽ trong cái âu luôn nhá. Còn các bác muốn vệ sinh thì các bác tháo ra cho em. Ở đây nó có cái phần cá khớp này, tháo ra. Đấy, sau đó các bác rút ra và các bác rút cho em cái lọc ra. Rút cái lọc ra này. Đấy, rút cái lọc ra. Đó, và các bác đổ rác ra, có thế thôi. Rất là dễ dàng vệ sinh nhá. Rất là dễ dàng vệ sinh.
cái lõ này, cái lọc này các bác có thể rửa giấy cho em thoải mái và phơi khô. Sau khi phơi khô xong các bác lại lắp vào, các bác xài. Khi mà xài cái này các bác nhớ cho em, nhớ lắp chú em cái lõi lọc vào nhá. Các bác mà không lắp lõi lọc vào là nó hút vào trong cái thân máy này là rất là nguy hiểm nhá. Đấy, gây ra cháy máy. Thì các bác nhớ cho em là lắp cái lõi lọc vào, khớp vào cái cá này. Đấy, khớp vào cái cá này là các bác sử dụng các bác xài thôi. Đấy. Máy chạy khỏe lắm, hút khỏe lắm, máy hút khỏe cực kỳ luôn. Đó, báo giá bác luôn. Lên mã thì em sẽ cái máy hút bụi mini. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000 hút bụi mini này. 130k một cái nhá, 130.000 hút bụi nệm giường, hút bụi trên nhiều vị trí khác nhau, trên ô tô cũng rất là tiện luôn. Đấy, và nó là dòng máy chạy pin, không dùng dây dợ lằng nhằng mà dùng ok. 130k một cái nhá, hút bụi mini. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái mã áo mưa Tú Phong, bộ áo mưa Tú Phong này. Đấy, hàng hai lớp chống mưa chống lạnh luôn các nhá. Con này thì hàng lại VIP 1 luôn này, đạt rất nhiều giải thưởng này, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng do người tiêu dùng bình chọn đây này. Chiều dáng thể thao đẹp. Đấy, 100% chống thấm nước các nhá. Con này dùng ok lắm, mà đặc biệt bắt đầu đang vào mùa mưa nhiều rồi. Các bác mua về dự phòng một bộ nhá. Vứt cốp xe cốp trước này, rồi là mình để ở nhà gia đình nhà mình đôi khi rất là cần nhá, rất là cần luôn đấy. Đó, về các bác sử dụng bộ thì cực kỳ đẹp luôn, hàng chất lượng đẹp, ok các bác xài. Một bộ sẽ gồm có là một áo và một quần nhá, một áo và một quần để cho các bác xài. Đây áo của nó đây, còn đây là quần này. Đấy, đây là quần là quần chun nhá. Đây là các bác bụng to bụng nhỏ chiến cho em ok luôn. Đây là áo này. Đấy, áo của áo hai lớp. Cái này có cả mũ nhá, đằng sau có cả mũ. Các bác muốn dùng mũ các bác tháo cái mũ này ra. Còn ở đây hiện tại là người ta đang giấu mũ vào. Đấy, giấu mũ vào trong này. Đấy, còn không thì các bác muốn ấy thì các bác tháo mũ ra. Hàng hai lớp luôn. Đó, hai lớp chống nước, chống lạnh cho em thoải mái luôn nhá. Giày đẹp chắc chắn lắm. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Cái này thì nói thì nó hơi khó nhưng các bác cứ nhận hàng kiểm tra thực tế. Hàng này thì là hàng của hãng rồi nên là người ta làm rất là kỹ, làm rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Đó, một bộ này sẽ gồm có một quần một áo như trên hình các bác đang coi này. Đấy, thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ cái bộ áo mưa của Tú Phong nhá. Thương hiệu Tú Phong. Bộ này thì hàng của Việt Nam. 220.000 một bộ này. Đấy, và bên em sẽ bao ship bác tận nhà luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ áo mưa Tú Phong nhá. 220.000 một bộ. Đấy, 220.000 bộ. Hàng áo mưa hai lớp chống mưa chống lạnh luôn nhá. Cái máy chà gót chân, hàng vừa về xong này, mới keng luôn. Có nhá. Lên mã em sẽ là cái máy chà gót chân nhá. Chuyên dùng để các bác bị nứt gót này, rồi là gót chân nó bị xấu, các bác muốn chà đi cho đẹp, chà sạch những cái da chết đi cho đẹp, rồi là sử dụng chà rất nhiều thứ khác nhau luôn. Cái này thì bữa trước đợt trước em bán là có bác bảo mua về để chà xăm lốp bị thủng. Nói chung là các bác về ứng dụng trong nhiều việc nhá, tùy các bác. Còn cái này thì chuyên dùng để chà gót chân cho bàn chân của bác nó đẹp hơn. Đấy, chà những cái da chết thì nó sạch sẽ đi nhá. Đấy, thì con này về thì rất là dễ xài thôi. Đấy, các bác chỉ việc là bật lên cái là máy chạy luôn. Ở đây nó sẽ có hai cái miếng chà như này, này, một cái miếng kiểu cái độ mịn nó cao hơn này, và một cái miếng cái độ mịn nó thấp hơn này. Đấy, ví dụ cái miếng này để các bác chà những cái chỗ nó sần sùi lên nhiều này, còn cái miếng mịn này các bác dùng để đánh cho nó mịn lại, chà cho nó mịn lại nhá. Thay thế đây em hướng dẫn bác luôn, các bác chỉ ấn cái nút này cho em này, ấn cái nút này này, ấn nút này. Đấy, sau đó là các bác lấy nó ra. Đấy, lấy nó ra nhá. Đấy, lấy nó ra và các bác lại khớp cho em cái kia vào là xong. Đây thì em đánh thử cho bác coi nhá. Đấy, đây. Đấy, máy chạy khỏe lắm, con này chạy khỏe cực. Đấy, có thấy không? Đấy, đánh tí cái nó bay hết luôn này. Đó, thấy không? Chuyên dùng để các bác chà gót chân, chà bàn chân, những cái chỗ da chết các thứ các bác muốn chà đi nó sạch sẽ đẹp đi. Mua cho em máy về. Đó. Báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em trên cái máy chà gót. Con này bên em đang gửi bác là 70.000. À, đây. Đi kèm nó sẽ có là cả một cái cộng dây cáp sạc, các bác cắm vào đây. Và các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại này mình ấy. Các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, đó, cắm vào cái nguồn điện là 5V 2A là các bác sạc cho nó. Khi nào mà sạc đầy mình rút ra. Con này nó chạy bằng pin. Đó. Một bộ sản phẩm này là 70.000 này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy chà gót nhá. Đấy, máy chà gót. Chà gót chân. Giá sẽ là đi 70k này. Đấy, 70k. Máy chà gót chân nhá. Máy chà gót chân. 70.000 một cái. Đó, 70.000 một cái. Dùng tiện cực kỳ và dùng rất là hay. 70k quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì chuyên dùng cho các bác thợ điện này. Dùng bộ sản phẩm này cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, mà giá thì cũng rất là hạt rẻ bình dân. 230.000 một cái bộ này.
Một cái bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cây kìm. Đấy, một cái cây kìm để các bác bấm cốt nhá. Cái này thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ kìm bấm cốt đầu vuông nhá, bộ kìm bấm cốt đầu vuông. Một bộ sản phẩm sẽ gồm một cây kìm và một cái hộp 1200 cái đầu cốt nha. Đấy, 1200 đầu cốt, rất nhiều kích cỡ khác nhau. Giá của nó thì em báo giá luôn 230.000 một cái bộ sản phẩm này. Ưu đãi bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, lên mã cho em xem cái bộ kìm bấm cốt này. Kìm bấm cốt vuông. Kìm bấm cốt đầu vuông nhá. Giá của nó sẽ là 230.000. Đấy, và bao ship cho bác luôn. 230.000 bao ship kìm bấm cốt đầu vuông. 230.000 thôi mà giá hạt rẻ bình dân mà dùng tiện kỳ. Đây bộ sản phẩm là nó sẽ có là một cái hộp cốt này nữa luôn. Đấy, về là các bác xài luôn, có cả cốt đi kèm nhá. 1200 cái đầu cốt, các loại kích cỡ khác nhau và nó có cả màu khác nhau luôn để các bác có thể là phân biệt. Đây, đấy. Nó có các loại đầu, từ đầu nhỏ nhất của nó là đầu 1 ly cho đến đầu 10 ly luôn đây này. Đấy, đây. Đó, những cái đầu nhỏ nhỏ này, rồi những cái đầu vừa, rồi có cả những cái đầu to hẳn như này để các bác sử dụng nhá. Con này thì về các bác chỉ việc cho dây điện vào, sau đó các bác bấm vào thì khi mà bấm vào nó ra cái đầu cốt nó rất là vuông, là đẹp. Đặc biệt là các bác hay làm bảng điện các thứ là các bác đấy, cho vào đây, xỏ cái dây điện vào đây cho em. Các bác bấm cho em cái này. Đấy, bấm hết cỡ tay nhá, bấm hết cỡ tay. Đấy, là nó sẽ cho ra cái đầu cốt nó vuông, nó đẹp nha. Để các bác bắt vào cái bảng điện nhà mình, nó không bị mô ve, nó không bị đánh lửa, mà cái thẩm mỹ nhìn nó đẹp, nhìn nó chất lượng hơn luôn nhá. Đó. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm cho các bác coi nhá. Anh ơi, có bác hỏi anh dùng cái kìm gì mà nó đẹp đẹp thế? À, anh dùng cái kìm bấm cốt vuông này nhá. Dùng cái kìm bấm cốt thì rất là nhanh, các bác cũng chỉ việc là tuốt dây điện này. Lấy một đầu cốt có kích thước phù hợp này. Các bác chỉ việc đút vào này. À, rồi mình đút cái dây điện vào. Bấm lại kính tay thôi nhá. Mở ra. Và đây là thành quả các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Và cái kìm này thực sự cần thiết khi các bác nhà mình muốn đấu nhiều cái dây điện. Đấy, bình thường là các bác hay đấu bảng điện mà các bác hay đấu nhiều dây vào nó các bác đấu ấy. Nếu mà các bác trụm vào, các bác đấu vào nhìn nó rất là xấu mà xảy hay xảy ra tình trạng mua via chập cháy. Nhưng các bác mua trong cái đầu cốt này về với cái kìm này về, các bác bấm vào nó trụm dây vào rất là đẹp, mà thứ hai là cái tình trạng mua via chập cháy nó không còn xảy ra nữa, mà cái tiết diện, cái tiếp điểm, tiếp xúc điện này nó rất là tốt, nó an toàn không ạ? Quá là chuyên nghiệp. Đấy, con nhìn này, đấy khi bấm lên rất đẹp, trụm nhiều dây và nhìn rất đẹp luôn nhá. Trước chưa có kìm bấm cốt vuông. Đấy, trước chưa có là nhìn nó rất là xấu này, nhìn nó xòe xòe xuống trụm này. Đấy, bây giờ có cái kìm cốt bên này này, các bạn nhìn này. Đấy, cái mối đấu nhìn nó rất là đẹp luôn nhá. Thế thì đấu như này rất là nhiều người chê luôn. Và từ khi có cái kìm bấm cốt vuông ấy, anh bấm ấy nó rất là đẹp này. Đấy, và nhìn nó thì đấy chuyên nghiệp hơn hẳn luôn. Đúng không ạ? Bác nào mà hay đi lắp đặt điện đóm ấy thì dùng cái bộ này nhé, gồm có một kìm này. Đấy, và 1200 đầu cốt. Đấy, có rất là nhiều loại luôn. Đấy, mình về mình lắp đặt em có tiện luôn đấy ạ. Đấy, một bộ kìm bấm cốt đầu vuông nhá, nên cứ lên mã cho cái bộ kìm bấm cốt đầu vuông 1200 đầu và đi kèm là một cây kìm nữa. Một bộ này bên em đang gửi bác là 230.000 bao ship tận nhà bác luôn. Đấy, về chuyên dùng cho các bác thợ điện hoặc anh em sử dụng gia đình cũng hợp lý luôn nhá. Đấy, nói chung là dùng hay lắm. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con áo mưa Honda. Hàng này của nó là hàng tặng nhá, hàng tặng của công ty. Đấy thì em ôm lô thanh lý được cái mã hàng này cũng rất ok nhá. Nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa một người thôi, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa Honda nhá, cứ lên mã em sẽ áo mưa Honda. Em bán giá bình dân thôi, 30.000 một chiếc nhá, 30k thôi. Đấy, bình dân. Các bác để trong cốp xe, lúc nào mà mưa gió cái mình có cái mình lôi luôn. Nó là dạng áo mưa choàng nhá. Đấy, choàng từ trước đằng sau. Có phần tay áo thứ ở đây, các bác cùng xem hình ảnh về sản phẩm này đây. Đấy, khi mà choàng lên nó sẽ như này nhá. Đấy, che nói chung là che khá là kín rồi. Đấy, che khá là kín người luôn. Đấy. Đây. Đó, ok luôn nhau nhá. Giày rất chắc chắn lắm. Đấy, dòng áo mưa của Honda, hàng này là hàng tặng của công ty Honda nhá, thì ôm đô thanh lý được cái lô này. Giá bình dân bán cho bác dễ mua, hàng hãng đàng hoàng ngon lành luôn nhá. Áo mưa Honda đang gửi bác là 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này thì em vẫn đang bình ổn giá để các bác dễ mua luôn. Đuôi đèn lò xo nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi, 30k cho một cái đuôi đèn lò xo nha. Dùng rất là hay này. Đây, nó là một chiếc đuôi thiết kế là nó có kèm cả phích ở đây luôn. Ở phần đuôi này thì sẽ là có cái công tắc tích hợp ở đây. Đấy, tức là
về các bác lắp bóng của các bác vào đây nhá, lắp cái bóng vào đây, bóng của nó, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, các bác lắp bóng vào đây nhá, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng thì các bác không phải rút ra cắm vào nhiều, mà các bác chỉ việc là bật công tắc ở đây là đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt đi, tùy nhu cầu các bác bật công tắc nhá. Và cái phần lò xo này thì các bác có thể bẻ điều chỉnh các hướng này. Đấy, điều chỉnh các hướng này. Cái này nó gần như là một cái đuôi, mà nó như kiểu là cái dạng đuôi đuôi kiểu dạng đuôi di động nhá. Đấy, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi, hoặc là các bác để những cái chỗ nào nó phù hợp mình cần dùng. Đấy, không cần phải dây dạ lằng nhằng gì. Về lắp quả bóng vào đây, cắm vào nguồn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, nó quá là tiện lợi bạn. Đấy, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi. Lên mã sẽ là đuôi đèn lò xo nhá. Đấy, đuôi đèn lò xo đang gửi bác là 30.000, có thay của cái sản phẩm này là nó tích hợp cái công tắc đây này, nó rất là tiện luôn, lúc nào dùng thì mình tắt đi, không dùng thì mình bật lên. Đấy, rất ok. 30k nhá, 30k cho một chiếc đuôi đèn lò xo. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái tấm cọ lưng này, cái tấm cọ lưng bằng silicone nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều, giá nó cũng hạt rẻ, nó có 30.000 thôi. Đấy, bác nào sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng này thì các bác mua ngay cho em cái tấm này về. Đấy, đây em báo giá luôn, thì các bác cứ lên mã em sẽ là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng silicone đang gửi bác là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm nhá, chỉ có 30.000 thôi. Đây, đó là một cái tấm này nhá. Đấy, ở cái phần đằng sau mặt của nó thì là cái những cái miếng hít, thì các bác có thể ấn vào cái phần mặt kính hoặc là những cái phần mặt tường đá hoa trong nhà tắm cho mình để nó dính lên. Đấy, còn đằng sau thì là những cái gai này, công dụng của nó là vừa massage thư giãn này, vừa kỳ cọ này, tẩy hết những cái phần ghét bẩn ở trên lưng rồi là trên người ngậm các bác rồi. Đấy, thì con này thì các bác có thể sử dụng dùng kỳ cọt massage ok luôn. Đây, các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra sờ thích cực luôn. Đấy, cái này em nghiện luôn, mỗi lần em cũng buồn em ra em sờ này thích lắm. Đấy, nó massage thích cực kỳ đó. Tấm cọ lưng nhá các bác nhá, tấm cọ lưng silicone. Đấy, rất nhiều những cái gai này là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm. Đấy, 30k cho một cái tấm cọ lưng silicone dùng rất ok. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây, đấy, cái này thì các bác có thể kỳ cọ chân tay này. Đấy, kỳ lưng, đặc biệt là kỳ lưng nhá, lưng nó rất là khó kỳ. Đấy, các bác dán lên tường này, kỳ tay này, kỳ bàn tay này, kỳ lòng bàn chân này, các kiểu luôn. Đấy, cho xà phòng vào các bác kỳ nhá, dùng xong là các bác lại có thể đeo lên, hoặc là các bác rửa xong các bác đeo lên. Đấy, là khô ráo ngon này luôn, mà mình lại dùng tiếp. Đấy, tấm cọ lưng nhá, dùng để kỳ cọ lưng rồi là chân tay ngửa ngậm, vừa kỳ cọ vừa massage rất ok, thư giãn ok luôn. Đấy, 30k một tấm nhá, 30k cho một cái tấm cọ lưng này, 30k một tấm rồi. Đấy, tấm cọ lưng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kìm chết này, con kìm chết nhá. Nhiều bác hỏi con mã kìm chết thì đây, bên em đang có cái kìm chết của Filter, con này thì dùng quá uy tín luôn, cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, tay cầm toàn bộ đều bọc cao su chống trơn trượt cho em. Đấy, rất ok. Phần ngàm kìm này, đấy, toàn bộ đi là thép CRV nhá, thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Đấy, siêu cáp dây dẫn đó, kìm rất ok, xoáy siếc trơn tru ngon lành nhá. Đấy, khóa hãm xoáy siếc trơn tru ngon lành luôn. Con này thì giá bình dân hạt rẻ. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình nhá, anh em thợ thuyền dùng con này thì ok luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác một cái cây kìm chết của Filter nhá, giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã em sẽ cái cây kìm chết nhá, kìm chết này hàng hãng nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu, đây là hàng Filter, hàng hãng này. Filter là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng nhá. Đấy, chuyên về đồ chuyên về đồ kim khí, đồ sửa chữa cho anh em thợ thuyền. Đấy, hàng của Filter nhá. Đấy, nguyên hộp nguyên vỉ luôn. Đó, lên mã em sẽ cái cây kìm chết Filter, kìm chết nhá. Kìm chết này thì bên em đang gửi bác giá bình dân chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một cây kìm chết Filter này. Đấy, bán khá là nhiều rồi mà giá nó bình dân, nói chung là dùng chất lượng là dùng ok. Đó, 80.000 một cây, giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi trần nhà. Đấy, hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái sản phẩm này luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn đấy bác, giá chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là chổi trần nhà nhá, chổi trần nhà. Đấy, chổi trần nhà 50.000 cho một cây chổi trần nhà nha. Đây, em lấy cho bác coi nguyên hộp này. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái cần này, và một cái đầu chổi nhá, để về các bác quét dọn. Đấy, quét dọn nhà cửa, đang bắt đầu dịp Tết rồi. Đấy, các bác quét dọn màng nhện, màng nhiếc các thứ này, trần nhà nhiếc ok, những cái chỗ nào ở trên cao nhá thì các bác mua cây về cho. Nó sẽ gồm có một cái đầu lông xù này, và đi kèm là một cái thanh thanh cây gậy nhá. Cái cây gậy rất là hay. Đấy, đi về các bác lắp đặt, các bác xoáy vào. Ở đây nó là cái dạng gen xoáy này. Đấy, các bác mở ra nhá. Sau đó là các bác lắp nó vào, gen xoáy, xoáy chặt nó vào. Sau đó là các bác muốn dùng tầm cỡ nào thì các bác rút nó lên. Đấy, tầm nào các bác rút lên tầm đấy.
con này rút tối đa nó khơi rơi một tầm gần 3 mét nhé, gần 3 mét khá là dài đấy, dài lắm. Đây này, đây này, các bạn nhìn em ấy này, đấy rút ra rất là dài luôn nhá, như kiểu là một cái cây xào luôn đấy. Và lúc nào dùng xong thì các bác có thể thu nó gọn mà được đấy, thu rất là gọn gàng nhá, đấy thu gọn vàng. Và cái phần đầu này các bác có thể bẻ này, đấy phần đầu có thể bẻ, ví dụ như những cái chỗ nào có ngóc ngách các bác bẻ này, các bác luồn lách vào các bác quét nhá, rất ok luôn. Đấy, cây chổi quét trần nhà nó đang xả kho thanh lý cho bác chỉ có 50.000 một cây thôi. Mọi gia đình đây các bác, đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Như thế này chắc chắn đấy, nó kéo dài nhá. Đấy, lâu chổi có thể uốn cong và bông lau mềm dễ hút bụi nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch sẽ mà đơn giản hơn nhé. Một cây chổi quét bụi trần thông minh có thể kéo dài như thế này chắc chắn sẽ rất cần thiết cho mọi gia đình. Đầu chổi có thể uốn cong và bông lau mềm dễ hút bụi nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch đó, sẽ mà lúc nào mà dùng xong mình có thể thu gọn vào. Và lúc nào mà dùng thì các bác kéo nó ra, con này nó chiều dài kéo ra phải khoảng tầm gần 3 mét, tầm 2m7 2m8 nhá, khá là dài luôn. Nói chung là quét vào trần nhà này, còn nếu mà các bác không muốn thành cái chổi trần nhà thì các bác thu gọn vào thì thành một chiếc chổi lông xù. Ví dụ như các bác phải đồ những cái đồ dễ thấp này đấy, phải bàn ghế sofa thứ là ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, chổi lông xù và cái phần đầu có thể bẻ uốn cong các kiểu này. Giá thì đợt này đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua trong dịp Tết luôn, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá, 50k cho một chiếc cây chổi trần nhà này. Đấy, cây chổi nhà 50k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bàn chải vàng 8 cây này. Bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 50.000. Lên mã em sẽ cái hộp bàn chải vàng nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, 8 cây. Bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán anh bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây luôn. Đấy, 8 cây. Mà nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán ra xá là các bác mua một cây đã rơi còn là 10-15.000. Đây bên em bán là 8 cây chỉ có 30.000. Mà hai rất hay là nó sẽ gồm có là một đầu bàn chải đi kèm bên dưới này, sẽ là một cái đầu cạo lưỡi nhá, một cái đầu cạo lưỡi rất hay luôn. Đấy, vừa là vệ sinh răng miệng vừa vệ sinh lưỡi được luôn, quá ok. Lông bàn chải rất là mềm nhá, cái này dùng được cho trẻ em người lớn dùng hết luôn. Đấy, đây. Đấy, lông rất là mềm. Đó, lông cực kỳ mềm này. Bên dưới là cái phần đầu cạo lưỡi kiểu dạng đầu silicone cũng rất là mềm luôn, các bác dùng để vệ sinh lưỡi nhá. Đấy, tay cầm có phần bọc cao su chuẩn chuẩn, khá ok luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây mà giá nó bình dân chỉ có 30.000 thôi nhá. Hôm nay em xả luôn, bán nhanh bác cho cái lô bàn chải vàng luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái ổ điện U4 này, ổ điện U4 hàng của Apple, iPhone 13 Pro Max này, hàng của Apple nhá. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ ổ điện U4. Cái này thì em bữa trước đang bán là 90.000. Hôm nay xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k cho một cái ổ điện U4 nhá. Đấy, 70k một chiếc ổ điện U4 này, hàng Apple. Rất là xịn sò con này nha. Đây. Cái ổ điện sẽ gồm những cái cổng chân cắm Type-C rất là ok. Đấy, rồi là cả cái chân cổng USB. Ở đây nó là cái nguồn vào nhá. Nguồn vào của nó sẽ các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, và ra đầu ra của nó sẽ gồm có là hai cổng BD. Hai cổng BD tức là hai cổng Type-C đấy. Đấy, và hai cái cổng USB. Đấy, ví dụ là về các bác dùng để cắm sạc điện thoại này, rồi là bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó dùng những cái cổng Type-C này. Đấy, các bác kiếm rất là khó. Đấy, các bác mua cho em cái ổ này về rất ok luôn. Đấy, gồm một nguồn vào 220 và nó xuất ra sẽ được là hai cổng USB nhá và hai cổng Type-C. Đấy, hàng của Apple, logo táo cắn dở này. Đấy. Cắm trực tiếp nguồn 220 là sạc. Đấy, U4 nhá, U4 90.000. Đang giảm giá cho các bác là chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000. Lên mã em sẽ được ổ điện U4 nhá. Bao gồm là bốn cổng ra nhá, hai cổng USB và hai cổng chân Type-C nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái mã dây sạc ba đầu. Đấy, dây sạc ba đầu nhá. Đấy, đi về nếu mà các bác dùng, các bác có thể là dùng cái dây này các bác cắm vào đây nhá, cắm luôn với cái ổ này để các bác sạc cho điện thoại đấy. Đấy, cắm luôn với cái ổ này để các bác sạc điện thoại nhá, cắm sạc cho điện thoại này rồi là các thứ những cái thiết bị nhà mình. Con này thì các bác có thể sạc hầu như tất cả các loại điện thoại bây giờ luôn. Đấy, ví dụ như là Samsung này, iPhone này, đấy iPhone này các bác nhá, iPhone này, rồi là Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này, chân này chân Type-C này, chân này chân Lightning này, chân này chân micro USB này. Con này thì nó là dòng dây sạc ba đầu nhé, dây sạc ba đầu. Đấy thì bên ngoài đều được bọc silicon này, chống gập chống gãy nhé. Con này các bác dùng thì siêu bền luôn, dùng khoảng tầm vài ba năm rồi là thậm chí 5 năm thoải mái cho em luôn một cái dây sạc này. Đấy, dùng cả 5 năm giờ luôn, dùng rất bền nhé.
đây là cái gì này, cái phần silicone rất là dẻo nhá, đấy, chống gập chống gãy rất là tốt luôn. Đấy, nó nói chung là bây giờ hầu như bây giờ nó hướng đến cái sự bền bỉ nhá, bền bỉ và tiện lợi nhá. Đấy thì cái dây sạc cam ba đầu nha, thì giá hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 4.000 dây nhá, 4.000 dây. Đó thì bác có thể mua lên mã em sẽ cái dây sạc cam, đấy dây sạc cam ba đầu đang gửi bác là 40k nhá, 40k trong cái dây sạc ba đầu nha, 40.000. Còn cái ổ điện U4 nhá, đang bán cho bác là 70.000 nhá. Đây, ổ điện U4 này, 70.000 một cái đây. Đấy, còn cái dây sạc cam ba đầu thì đang bán là 40.000 nhá. Đấy, các bác có thể lấy được cả bộ này về mình xài luôn được. Hoặc các bác có thể lấy lẻ nhá. Con này nó là dòng xẻng đa năng, xẻng sinh tồn luôn nhá. Đấy, xẻng đa năng, xẻng sinh tồn. Rất là xịn sò luôn. Chắc chắn mà ngon này. Đây. Đó, con này nó của Kobe Style in Japan này. Đó. Kobe Style in Japan nhá. Nó là dạng thép carbon. Đấy, dạng thép ba lớp nhá, cực kỳ chắc chắn, dày dẫn luôn. Các bác nhìn này. Đấy, thứ xẻng rất là dày nhá. Xẻng sinh tồn, xẻng đa năng. Đó thì ở đây em sẽ lắp đặt vào để cho bác dễ xem này. Đó, đây là cái phần đầu xẻng này. Đó, tay cầm kim loại như nhá. Đấy, tay cầm kim loại có phần nhám để chống trơn trượt này, rất xịn sò. Phần đầu xẻng này có lưỡi cưa này, rồi là phần cắt dây này, phần xoáy ốc này, rồi là phần dao chém này, đầu xẻng này. Một cái khổ xẻng này nó rơi khoảng tầm 17 cm nhá, 17 cm. Đó, rất là to tát chắc chắn nhá, một chiếc xẻng sinh tồn xẻng năng. Nguyên cái phần đầu xẻng này các bác làm được rất là nhiều việc này. Đấy, làm rất là nhiều việc luôn. Đó, ngoài ra là những cái thanh nối dài đi kèm, thì con này nó kết nối toàn bộ của nó là bằng gen xoáy thôi. Về các bác trẻ con, người già hoặc là người lớn kết nối được hết, rất là dễ dàng kết nối nhá. Rất là dễ dàng kết nối. Ở đây thì trong này nó sẽ gồm có những cái phụ kiện đi kèm, như là ở đây là một cái khẩu nữa này. Của nó tổng tất cả là có bốn cái đầu khẩu này nhá. Mỗi khẩu của nó dài là đi khoảng tầm hơn 20 cm một chút này. Đấy, dài hơn 20 cm một chút không nhá. Đấy, bốn khẩu như này, bốn cái đầu khẩu như này, thì về các bác cứ nối với nhau 1, 2, 3, 4 này. Đấy, bốn cái đầu xẻng như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái con dao này thì có thể là cưa này, rồi là bật bia này, đó, rồi là cắt dây các kiểu này, rồi là dùng để chặt chém cọt hoa quả, các bác mang đi rừng đi phượt rất tiện nhá. Con dao này các bác lắp trực tiếp đây chưa? Đấy, lắp trực tiếp đây. Thì khi bác lắp đây thì nó sẽ thành con dao, hình con dao này. Đây là phần cán này, còn đây là phần dao này. Đấy, rất tiện nhá. Dùng xong các bác có thể tháo ra hoặc là các bác cứ lắp cố định vào đây cho em được. Đấy. Lắp cố định vào cho em được. Đó thì đây, tổng quan với con dao nhá. Đấy, vừa lại có cái con dao để các bác có thể là bổ hoa quả các thứ các kiểu nhá. Đó, rồi chặt chém. Con dao này các bác có thể luồn vào trong nha, các bác xoáy đây luôn cho em. Xoáy vào đây. Đó, các bác xoáy vào nhá. Em sẽ xoáy vào quay tổng quan cho bác về một cái chiếc xẻng này các nhá. Đó, xoáy vào thì rất là dài. Thêm một nấc nữa là dài bao nhiêu này. Ở đây thì sẽ có một cái phần đầu, là cái phần đầu xẻng, là cái đầu này sẽ có là một cái đầu phá kính ấy. Đó, ở đây thì là một cái phần là cái còi này. Đấy, cái còi cũng nhá. Cái còi này, cái còi để quát thổi này. Đó, còi quát thổi nhá. Phần dài này. Cái dài này là cái đánh lửa các bác nhá. Đánh lửa để các bác cho vào cái phần đây các bác giật này. Đấy, các bác giật mạnh lên thì lửa nó sẽ ra. Lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, có thấy không? Đây này. Cái đánh này. Các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, có thấy không? Đấy, các bác phải giật lựa coi sao các bác giật vào cái khe này, giật mạnh vào. Đấy, giật mạnh vào là lửa nó tóe ra các bác nhá. Đấy, rất thích luôn để các bác đánh lửa này. Đó, các bác đánh lửa nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo là ở trong này thì là một cái cây tô vít này, các bác lắp vào cái đầu chưa? Đó, cây tô vít các bác lắp vào cái đầu này. Đó, để các bác xoáy tô vít này. Đấy, có hai đầu nhá, tô vít có hai đầu, đầu dẹt và đầu ba ke này. Đấy, đầu dẹt và đầu ba ke thì nó thành cái cây tô vít các để xoáy xiếc các kiểu này. Dùng rất tiện, đa di năng luôn. Đó, thì các bác thả vào bên trong này. Cái đầu phá kính các bác lắp đây luôn, nó kín luôn. Đó, rất tiện nhá. Và các bác lắp đặt vào trong này. Thì một cái cây xẻng thì nó chứa tất trong này luôn, dao, đầu tô vít, đầu phá kính, đầu tuốt dây, đầu đánh lửa, nó chứa đựng tất là trong cái phần lõi ống ấy luôn nhá. Đấy, các dùng nữa có thể tháo xoáy ra các bác sử dụng, dùng xong các bác lắp vào rất là tiện, nó không bị rơi đi đâu các bác nhá. Đó thì đây, tổng quan một cái cây xẻng rất là dài nhá. Cực kỳ dài, đây này. Đó, có thấy không? Dài dã man luôn này. Đây. Đó, một cái xẻng này hôm bữa em đo thì nó rơi là đi khoảng tầm là 1m05 thôi nhá, khoảng tầm 1m05. Đấy, rất là dài. Đó, cực kỳ đẹp, sắc nét này con này. Rất đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp, rất nét luôn. Đó, cực kỳ xịn sò ngon này. Đây. Cái phần đầu này thì các bác có thể là vừa chuyển đổi thành xẻng này. Xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc nhá. Đấy, xẻng các bác chuyển đổi thành cuốc đây. Xoáy đây. Đó là thành cái cuốc. Đấy, vừa làm xẻng này, vừa làm cuốc này. Đấy, để bác có thể cuốc đất này.
Đấy, cuốc đất dễ đất nhé. Đấy, mang đi rừng đi phượt rất là tiện luôn, riêng em này. Đó, mang đi rừng đi phượt rất tiện. Đó, đây. Rồi, nối thành sẻng các bác xoáy cái ốc này ra, nối ốc này ra các bác bẻ về. Và các bác siết cái ốc này vào xem. Đấy, siết cái ốc này vào là nó lại thành cái sẻng. Đó, rất tuyệt vời. Rất là đa di năng nhá, một chiếc sẻng nhá, rất là dài. Tay cầm rất là dài luôn này, các bác nhìn này. Đấy, rất dài nhá. Đây. Đó, vừa làm sẻng vừa làm cuốc nhá, rất xịn sò ngon này luôn. Bóng loáng luôn nhá. Đấy. Thân bằng kim loại và phần sẻng, đầu sẻng bằng thép carbon 3 lớp nhá, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Đó, cực kỳ chắc chắn dây dẫn luôn. Phần đầu sẻng có lỗ ốc xoáy, rồi là có dao cắt này, cái phần dao rất sắc các bác nhá. Đó, rồi lưỡi cưa. Đó, sẻng của Nhật nhá. Đấy, sẻng sinh tồn, sẻng la lăng của Nhật. Cực kỳ xịn sò. Đấy, cực kỳ xịn sò và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó đi tây, tổng quan với cái cây sẻng gửi đến các bác đây các bác nhá. Đó, đi kèm thêm nó sẽ có những cái túi đựng những cái khẩu ống như này để các bác có thể là để vào đây. Đó, các bác vứt ở trong xe ô tô cũng được. Đấy, bây giờ những cái ô tô đời mới ấy, thì nó thiếu những cái sẻng này, mà đôi khi mà các bác đi xe, thi thoảng các bác đi xe, xe nó bị xa lầy, các bác có cái sẻng này vừa làm sẻng vừa làm cuốc này, rất là tiện nhá. Đấy, thì các bác để các bác hỗ trợ trong công việc các thứ ra. Rồi đây thì nó có cái đầu bịt sẻng này. Đấy, khi mà các bác di chuyển các bác có thể dùng cái đầu này, các bác bịt vào chưa? Bịt vào đây. Các bác bịt vào thì nó bảo vệ cái phần đầu sẻng của này, nó không bị xước sát, và thứ hai là cái đầu sẻng này nó không va chạm vào các đồ vật, rồi là hay là chân tay nhá. Nó không bị đứt tay đứt chân nhá. Đó, rồi là cái đầu sẻng nó không bị xước sát ra. Nói chung là rất là ok luôn. Đầy đủ nhà sản xuất cung cấp chúng ta rất là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm. Nói chung là đa di năng, cái gì nó cũng có tác dụng của nó hết luôn luôn nhá. Đấy, cái gì cũng có tác dụng của nó hết luôn. Đấy, rất là hay ho. Đấy, dùng xong các bác có thể là tháo rời ra như này. Đây, em sẽ tháo rời bác xem nhá. Đấy, về những cái phụ kiện đi kèm này. Đó, về những cái phụ kiện đi kèm rất là xịn sò và ngon lành luôn nhá. Đó, đây. Rất xịn sò ngon này. Đó, thì tổng quan một cái bộ sẻng này thôi nhá. Đó, tổng quan một cái bộ sẻng này này. Đầu đánh lửa, đầu phá kính đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rồi là có cả thân dao này. Thân dao có thể xoáy dao hoặc là cho vào đều ok luôn. Đó, rất tiện dụng ngon này. Đây. Đó, đây tổng quan một cái bộ sẻng này nhá. Đây tổng quan một cái bộ sẻng này nhá, đầy đủ chi tiết luôn nhá. Đó, đây. Gồm có 4 đầu ống này, đánh lửa, phá kính, còi kiếc này. Rồi là dao đi kèm này, rồi là phần đầu sẻng đi liền này, vừa làm sẻng vừa làm cuốc này. Túi đựng đầy đủ luôn nhá. Đây, bao đựng túi bịt đầy đủ luôn. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng sẻng của Nhật này. Các bác lên mã cho em là cái dòng sẻng sinh tồn, sẻng đa năng của Nhật. Thì, các bác lên mã giúp cho em là cái sản phẩm là cái sẻng đa năng nhá, sẻng sinh tồn, sẻng đa năng. Đấy, sẻng đa năng. Sẻng đa năng này thì bên em bán nhanh bác luôn, giá thì siêu tốt luôn. Bữa trước đang bán giá sẽ là 450k, hôm nay thì bên em về lô mới bán cho các bác mới giá, các bác cực kỳ dễ mua này, 350.000. Đấy, 350.000 bên em bao ship luôn, 350k một con sẻng sinh tồn, sẻng đa năng này, và bao ship đến tận nhà. Đây nhau ơi, đây này các bác nhìn này. Đấy, mã của nó là bom bóc bà này, em đã kết nối này, các bác nhìn chưa, đã kết nối đó, và sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp qua nhá. Đấy, đập này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá. Đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn. Nói chung là con này các bác về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bolero, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền, vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng, nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bàn này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi, thích rất thích luôn. Rung nha cực hay. Vậy nhá. Đấy, đây. Bật tiếp các bác xem nào. Thấy không? Các bác có thấy đập dã man không? Đấy, nháy màu các kiểu luôn nhá.
nhảy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nhảy luôn nhá, quá chất luôn. Rồi, quá đẹp cho một cái con loài luôn coi nhá, cực kỳ hay nha, cực kỳ chất luôn coi nhá. Đấy, thì các bác nào ưng con này thì vào việc luôn coi nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này. Đấy, mà to thì nói to nó đây, các bác sợ bác hơi giật mình. Đó, thì các bác lên mã cho em là cái con loa B3 đi. Đấy, B3, thực ra nó là bom bốc 3. Đó, thì các bác lên mã nhanh chú em, sẽ là cái siêu phẩm là loa bom bốc 3. Đấy, mã của nó chuẩn nếu mà hàng nguyên hộp như này. Thì đây, tên của nó sẽ là tên bom bốc 3 này. Nhưng mà thì bên em sẽ lên nhanh mã luôn để bác dễ đọc này. Mã của nó sẽ là B3. Đấy, B3 nhá. Giá sẽ là đi 450k. Đấy, 450k. Và trong video hôm nay thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá. 450.000 một con loa bom bốc 3 hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, bát căng chét sâu, đập cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, quá chất lượng một con loa nhá, cầm cực kỳ nặng chắc chắn. Đó, pin trâu. Đó, bát căng chét sâu, đập rất chất lượng luôn nhá. Đấy, quá ok luôn. Loa B3 nhá, giá sẽ là 450.000 một con. Bao ship tận nhà, hàng mới nguyên hộp coi nhá. Nhận hàng kiểm tra tất thử nghe thử ok thanh toán luôn nhá. Cái dòng dây điện hàng đúc này coi nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m thôi nhá. Cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm nhá, dạng dây mềm các bạn nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn như em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao sai luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các nhá, bao đập bao test luôn này. Đây, đập thoải mái nhá. Riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái nha, không vấn đề gì luôn, test tùng thoải mái. Đó, con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn luôn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra. Đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này. Đấy, ngoài ra có cái phần móc như này. Đấy, em sẽ cắm cho bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất là ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá cho. Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó hàng của nó rất là bền, dạng ổ đúc mà, đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật các nhá. Đây, Japan CU này. Đó. Thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái cuộn 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, cuộn này của nó là cuộn 5m này. 5m. 5m các nhá. Đấy, cuộn này trên tay em đang cầm là cuộn 5m này. Đó, cuộn 5m. Rồi là có cái cuộn sau này. Thì là cái cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m các nhá. Đây, cái cuộn 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn nhá. Đây, cuộn 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này, đó, 2.5 nhá, 2.5 Japan này, đó, cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn, các bác nhìn này. Đấy, đây là cuộn 10m nhá. Cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m. Rồi sau này thì là có cái cuộn 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy, thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhá. Đó, cuộn này cuộn 15m này. Cực kỳ ngon chất lượng. Đây, cuộn 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng
cái cuộn dài nhất bên em đang bán, đó là cái cuộn 30 mét nhá. Đấy, cuộn 30 mét đây. 30 mét thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài, nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây, cuộn này cuộn 30 mét này. Đấy. To dã man luôn nhá. Đây. To dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như cuộn 5 mét kia vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm, sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đấy là cuộn 3 mét thôi nhá. Còn đây em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây, giá thì cái dòng 5 mét này thì bên em đang bán là 200.000. Đấy, 200.000 thôi nhá. 5 mét thì là 200.000. 10 mét thì là 330.000. 15 mét thì là 400.000, 30 mét thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn của bác nhá. Đấy, 5 mét thì là 200, 10 mét thì là 330, 15 mét thì là 400 và 30 mét thì là 650.000. Đấy thì cơ bản như em có 4 cái dòng dây như này. Đó, để các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất, đó, phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhé. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái cuộn già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 mét nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể là cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Đó, kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó, màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, và còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9.5cm, gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này,
hai chế độ sáng này, đó ba chế độ sáng, đấy nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng, thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này, đấy dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em, nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó rồi, đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá, đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này, bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này, đấy đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó đèn sáng rộng này có nhìn này, đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này, đấy các bác để này các bác đá lên trần, hoặc là các bác để soi xuống này, đấy rất sáng nhá, cực kỳ sáng, đấy cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này, đó rồi là có phần đèn đỏ nhá, đấy như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá, đấy hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá, đấy nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá, đấy nháy cảnh báo rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó còn đèn pha xa thì ở bên này, đấy đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó tổng quan đây. Đấy có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy chủ động các bác sạc vào, dùng rất là tiện. Đấy xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó cầm nắm rất là vừa tay. Đó và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này. Sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng một cái đèn này thôi. Có nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá. Sáng rất rộng luôn này. Sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này. Nét cứng luôn. Đấy điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bác nhìn này. Bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, các bác nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không các bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim soi cò rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử cho em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này, có vẻ nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này, đấy em sẽ bật bên này chưa. Đó bật bên này, đấy bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá. Đấy rất là rộng nhá. À con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy có nháy cảnh báo LED này, tắt đi này. Đấy tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn nó. Thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá.
Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhé. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy, bật cái cam rộng nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó, đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin nha em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin 2 đầu này. Đấy, đèn pin 2 đầu, lên mã giúp cho em là đèn 2 đầu nhá. Đèn 2 đầu, đèn 2 đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn 2 đầu, đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn 2 đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó, đây. Một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá, và sử dụng sẽ là dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% em luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có 2 đầu nhá. Lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng 2 đầu. Đó, dòng tăm bông 2 đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân. 20k cho một cái hộp 200 cây nhá. 200 cái. Đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi. Tính ra quá rẻ mà lại còn tăm bông 2 đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất tốt nhá. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy. Công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá, thì đây. Cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng rồi này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng, đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã, em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn.
thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật lên em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đấy cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này, này em vừa quay này. Đấy, cái cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy, thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy, thì các bác mua cho em con này về không cần phải dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là sẽ link với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy, các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của em này. Đấy, bấm ngon lành. Các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây, con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, có nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, và tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này, đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy, cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy, đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây, các bác nhìn này, nước này lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, đây không? Đây đang lăn này. Tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90 ngàn một cái con chuột không dây này, 90 ngàn một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy cái con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính. Và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn đấy nhá, rất ok luôn. Đấy, 90 ngàn một con chuột không dây các nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Đó là cái lô vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và
Dòng này nó là dòng ổ fix chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá. Chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá. 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này. 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái fix này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái fix cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc fix cắm chân dẹt nha. Đây, cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp như này không nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp như này. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa này. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng này nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của Tàu nhá, hàng của Tàu. Đây, made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của Tàu. Không, đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của Tàu nhá, vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây, các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, hàng Tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của Tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây, em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không, đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu, nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, đi em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá, 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn, vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn có nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy, có nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự, ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các bác nhá. Vâng, tín hiệu chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy, thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong, quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình, các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh
đầu cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy nó có thể thu ra thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân độ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới kèng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn đẹp bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi qua nhanh với mã hàng tiếp theo.